Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay đây là một bộ bàn ăn. Mộc đang chuẩn bị quay Mộc cho khách để cho anh khách này anh quyết định anh đặt hàng chuyển cọc cho bên Mộc nha. Thì Mộc sẽ quay Mộc cho anh coi và Mộc tiện cũng quay cho mọi người coi luôn. Đây là Mộc đang ở bên trong kho của Mộc nha mọi người. Nghĩa là cái hàng mà Mộc làm xong, lúc mà mình làm xong ấy, mình sẽ mang vô trong này mình để. Thì thứ nhất là mình sẽ để cho hàng nó khô là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình để đây để cho khách hàng ghé người ta có thể coi được hàng Mộc trước khi sơ luôn. Cái kho hàng Mộc này thì Mộc có hai cái nha. Đó, đây là một trong hai cái đó. Là tủ thờ mọi người thấy không? Đó, để mười mấy 20 cây đây rồi. Đó, trong xưởng cũng để hàng nữa. Đó, để rất là nhiều luôn nha. Bàn ghế, bàn ăn thì cũng cực kỳ nhiều. Vậy mà một số khách ghé hàng vẫn kêu là bên ăn không có gì mua hết. Đó, nhiều khi khách hàng người ta không vừa ý mọi người, người ta nói để người ta lựa chọn một cái đơn vị khác thôi. Thì cái chuyện đấy là cũng là chuyện bình thường nha mọi người, không sao hết nha. Đây Mộc sẽ cho mọi người coi cái bàn ăn gõ đỏ 8 ghế này đây nha. Cái bàn ăn gõ đỏ 8 ghế này là loại oven nha mọi người. Bộ này là gỗ gõ đỏ toàn bộ, hay còn gọi là gỗ bên của Cate nha. Cái loại này thì là loại đẹp nhất hiện tại về bên Mộc đang bán này. Cái viền này ngoài là dày 2/7. Đó, chạm mà mọi người thấy chạm, các nét chạm bên nhà Mộc chạm rất là sắc nét nha. Đó, cái nét cái này cũng bo cong à. Đó, cái dưới có một cái yếm chạm rất là đẹp. Đó. Bàn này oven kích thước là 1m97, ngang là 0,97 và hàng vân cây gọi là vân cây lưỡi mọi người. Đó, là hàng rất là đẹp, không tì giác luôn. Mọi người lưu ý nhé, cái kệ này, cái bàn ăn này nó có rất là nhiều hàng ở khu làng nghề Mộc sản xuất đây, nó có rất là nhiều loại. Chẳng hạn như bộ gõ đỏ này nó có cái hàng Bắc mà chèn vô trong bên khu vực Mộc bán á, cứ kêu là hàng đồ gỗ Hố Nai nhưng mà thực ra không phải. Cái loại đấy là hàng ở ngoài Bắc người ta đưa vô trong miền Nam người ta bán. Thì nếu mà một bộ đấy hàng cây pha bên cạnh người ta làm cái chất lượng tệ, thì một bộ như vậy thì nó chỉ khoảng cỡ 19,5 triệu đến 20 triệu một bộ thôi. Nó còn bộ này là tới 27,4 triệu nhé. Nó chênh lệch sẽ là 7 triệu một bộ. Trụ này là trụ đặc nguyên khối này. Đó, mấy cái râu này cũng là râu 7 phân. Trụ này là cũng là trụ đẹp nhé, không có lỗi nha mọi người. Đó, đây là một cái ghế bàn ăn. Bàn ăn gõ đỏ này bên Mộc làm phơi cây nó rất là kỹ nha mọi người. Cho dù để lâu ấy, là cái vết này nó chỉ đó là Mộc phơi nó sẽ găng răm răm ra này. Đó, nhưng mà khi mà Mộc sơn rồi Mộc làm này nó sẽ không có bị nữa nhé. Cái bên này là nó đó, nó không bị lỗi gì luôn. Đó là lý do vì sao mà mình khi mà mình làm xong Mộc là mình vẫn phải phơi cây đó, để cho cây nó khô. Khi mà khách sử dụng thì người ta sẽ không có bị vấn đề gì nữa. Nhưng mà đồ gỗ ấy, thì đồ tự nhiên ấy, mình không thể nào đảm bảo 100% được. Đó, Mộc chỉ bảo hàn mối mọt cho khách thôi. Còn một số chẳng hạn như là khi mà bạn sử dụng một thời gian ấy, nó bị găng răm răm hay nó có một số mà vết găng nhẹ ấy, thì mọi người phải sử dụng là mọi người phải sơn lại. Đó, còn mọi người không thích sơn lại, mọi người để xài mấy chục năm nó chẳng sao đâu. Nó găng thì nó găng gọi là găng răm kim thôi chứ nó chẳng có vấn đề gì đâu. Mọi người thấy mấy cái ghế này Mộc để trong đấy nó rất là lâu rồi nè. Đó, để bộ lô này làm mà từ trước Tết á. Đó. Phải để qua Tết là bữa nay là cái 6 tháng mấy rồi. Đó, nó không đâu sao đâu. Cái 8 cái ghế nha. Mấy cái ghế này thì là đều là vân cây lựa hết nên nó đều đẹp như nhau, chứ không phải là cái ghế này xấu cái kia đẹp. Bởi vì mọi người phải biết là giống như cái trình độ của cái một cái xưởng nào đó. Đó, giống như cái người thợ may, mọi người thấy cái thằng thợ may nào nó mà may đẹp á là cái bộ nào nó may đẹp à. Còn cái thằng mà may xấu nó may ẩu á, mọi người cho nó thêm tiền ấy, nó may đẹp cũng chẳng may đẹp được. Đó. Nếu mà mọi người làm về sản xuất mọi người sẽ hiểu về cái vấn đề này. một người thợ mà người ta đến làm đẹp ấy, hay là tính của Mộc ấy, mà làm hàng cho khách ấy mà kỹ ấy, là cái sản phẩm nào Mộc làm cũng kỹ ấy đó. Còn Mộc mà đã làm ẩu rồi thì mọi người cho thêm tiền thì cái trình độ của Mộc nó chỉ có thế thôi. Một số khách ấy, nhiều khách ấy, mình giao hàng ấy, một số người thì người ta thích, người ta khen mình đẹp, còn một số người người ta chê mình làm xấu, làm dở, làm không có đẹp, thì cái đấy chuyện đấy chuyện bình thường. Thì Mộc luôn luôn nói là cái trình độ em thì nó chỉ có như vậy thôi. Đó. Anh chị cho em thêm tiền thì trình độ của em nó chỉ có như vậy thôi. Nó sẽ cải tiến theo thời gian, nhưng mà hiện tại thì cái trình độ của Mộc nó chỉ có như vậy thôi. Đó. Nếu mà mọi người thấy trình độ của Mộc như vậy ấy, thấy ok ấy, thì đặt nhé. Còn mọi người muốn cái trình độ của Mộc cao hơn thì Mộc cũng không có đáp ứng được. Bởi vì hiện tại trình độ của Mộc nó chỉ có như vậy thôi. Cái bộ bàn ăn gõ đỏ 8 ghế này thì Mộc sẽ gọi là sơn lót dưới gầm cho khách luôn nha. Đây cho mọi người coi, trong kho Mộc đang để rất là nhiều bàn ăn nha. Đây cho mọi người coi. Đó. Đây cho mọi người coi các bàn ăn mặt khác của bên Mộc tăng lên đây nha. Đó. Mọi người thấy các cái dép Mộc làm rất là khít rồi nè. Mọi người thấy có để thời gian lâu rồi nó cũng không có bị găng ra nha. Đó. Chứ không phải chuyện là mọi người xài thời gian này, các vết khớp ghép á nó hở rất là le ra nha. Mọi người để ý là hai cái khớp gỗ nó ghép với nhau, là nếu mà nó cây mà người ta phơi không kỹ ấy, là xài thời gian là nó sẽ bị hở ra, bởi vì cái cây nó rút lại mọi người. Đó, ở đây là có thêm 4 bộ. Đó. Đây là mấy cái kiểu ghế khác. Còn đây là mấy cái ghế khác nè. Đó, mọi người thấy để rất là lâu, bụi đóng đầy, nhưng mà các khớp ghép mọi người thấy đó, nó không có hở ở đây đâu nha. Mấy cái hàng mà mọi người mua cái cây nó không có, người ta phơi không có kỹ cho mọi người. Mọi người mua hàng giá rất rẻ, cái cây xài thời gian nó mới hở đây. Còn đúng cây ấy, mình làm đúng kỹ thuật ấy, mình phơi cây khô là xài không có sợ đâu nha. Rồi vậy nha mọi người nha. Nếu thấy clip của Mộc hay, bạn có thể bấm đăng ký để theo dõi nhé mọi người. Chào mọi người nha.